Nằm trong thành phố Đà Lạt đẹp thơ mộng với cảnh quan thiên nhiên hữu tình, khí hậu quanh năm mát mẻ, uy nguy, cổ kính và là nơi quần chúng Phật tử hướng về. Một công trình kiến trúc, thờ tự và khảm sành đặc sắc, cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật đá và gỗ độc đáo, với hơn 12 kỷ lục Việt Nam và 1 kỷ lục châu Á. Bảo tàng trưng bày tượng, gỗ và đá quý được sưu tầm trên 30 năm qua. Ngôi chùa đã gây ấn tượng sâu đậm với khách thập phương đến tham quan và lễ bái trong cũng như ngoài nước. Chùa Linh Phước tọa lạc tại số 120 Từ Phước, thành phố Đà Lạt, được biết đến với cái tên rất đổi thân thương và quen thuộc, chùa Sành hay chùa Ve Chai. Bởi hầu hết các công trình nằm trong quần thể kiến trúc nơi đây đều được tạo tác tỉ mỉ từ những mảnh sành sứ qua ý tưởng của thượng tọa trụ trì và bàn tay khéo léo của các nghệ nhân. Chùa được xây dựng từ năm 1949, nhưng thuở ban sơ chỉ là một ngôi chùa làng nhỏ bé, trải qua 4 đời trụ trì. Đến đời trụ trì thứ 5 vào năm 1990, chùa được xây dựng lại hoàn toàn mới với sự chỉ đạo trực tiếp của thượng tọa trụ trì Thích Tâm Vị đương nhiệm. Thoáng đãng và trang nghiêm được điểm tô sống động bởi muôn sắc màu. Các công trình kiến trúc như hình rồng uốn lượn, hoa sen tươi thắm, mây trắng mỏng bền được khảm từ những mảnh sành sứ ghép nối lại một cách công phu và tinh xảo. Giữa bảo điện ngự tọa trên tòa sen tôn tượng Đức Bổn Sư Từ Bi Vô Lượng Thiền Định dưới cội Bồ Đề, nơi Ngài đã chứng quả đắc đạo, tôn nhan an nhiên tự tại với mắt thương nhìn cuộc đời và trí huệ siêu nhiên, Ngài đã dạy dỗ và dìu dắt chúng sinh vượt khỏi bể khổ luân hồi, sớm quay về nơi bến giác. Ngay sát tiền đường là tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca bằng ngọc bích được thỉnh về từ đất nước chùa tháp Thái Lan. Xung quanh trên các bức tường là những bức phù điêu được khảm bằng sành sứ, tái hiện câu chuyện lịch sử cuộc đời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau chánh điện là tổ đường, nơi thờ Đức Đạt Ma Sư Tổ và đặt linh vị các trụ trì tiền nhiệm của chùa cùng chư thánh tử đạo. Cũng là nơi tôn trí pho tượng sáp Cố Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Đức năm 1901, năm 1985 của chùa Linh Phước và cũng là bổn sư của thượng tọa trụ trì đương nhiệm. Hòa Thượng Thích Minh Đức là một bậc cao tăng tu hành đắc đạo. Những thông tin hình ảnh và lịch sử về Ngài đã được trưng bày tại đây. Đặc biệt, có những hình ảnh minh chứng về đại lễ di dời pháp thân của Cố Hòa Thượng nhập bảo tháp mới. Một điều kỳ lạ chưa từng thấy là khi khai quật nhục thân của Cố Hòa Thượng vẫn còn nguyên vẹn sau 26 năm yên nghỉ trong lòng đất. Kể cả pháp y của Ngài cũng vẫn còn nguyên màu vàng óng như xưa. Tất cả đều được lưu lại để Phật tử và khách thập phương chiêm bái tại Tổ đình Long Bửu, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Lầu Đại Bi là nơi thờ 108 tôn tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, nghìn mắt nghìn tay vô lượng vô biên. Nghìn mắt để quan sát cuộc đời, nơi nào có khổ đau để cứu vớt, nghìn tay để che chở cho tất cả chúng sanh. Bên trái bên phải lầu Đại Bi là lầu chuông và lầu trống. Từ năm 2008 đến nay đã có hơn 13 công trình kiến trúc và các tác phẩm nghệ thuật của chùa Linh Phước được xác lập kỷ lục Việt Nam. Chùa Sành nổi tiếng nhất Việt Nam. Chùa được trang trí tổng thể hình ảnh hơn 2.000 con rồng với bề diện trên 12.000 m2 được khảm sành. Chùa Linh Phước đã chính thức được xác lập kỷ lục ngày 1 tháng 8 năm 2008 là ngôi chùa được tạo tác bằng nhiều mảnh sành độc đáo nhất Việt Nam. Tháp chuông Phật giáo cao nhất Việt Nam được xác lập kỷ lục vào ngày 5 tháng 5 năm 2008
với tổng chiều cao 42m, bao gồm 7 tầng tháp. Tầng 1 tôn trí Đại Hồng Trung, đúc vào cuối năm Kỷ Mão 1999, cao 4,3m, đường kính 2,3m, nặng 8,5 tấn. Tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân hiền khắp mọi nơi. Đây là Linh Chung Huyền Tháp. Khách thập phương và Phật tử với niềm tín ngưỡng sâu sắc của mình đến để dán tên tuổi của bản thân, của gia quyến vào xung quanh tháp chuông, rồi thỉnh những tiếng chuông vang vọng để cầu an hay cầu siêu theo tâm nguyện. Từ tầng 2 đến tầng 7 đều được an trí những tôn tượng Phật bằng ngọc và các kỷ vật được chế tác bằng các loại gỗ quý. Vào ngày 19 tháng Giêng năm Kỷ Sửu, một sự kiện nhiệm màu đã xảy ra. Trong những ngày 19 đến ngày 24, vầng hào quang đã xuất hiện liên tục trên mái đỉnh tháp vào lúc 9 giờ trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của người dân địa phương và du khách. Hàng ngàn người đã đến chiêm ngưỡng và lễ bái trước hiện tượng này. Từ đó tiếng thơm Linh Chung Huyền Tháp được lan truyền xa mãi. Hình rồng làm bằng vỏ chai bia lớn và dài nhất Việt Nam. Bên phía nam của chánh điện là Long Hoa Viên với một tượng rồng dài 30m, tạo nên một bức liên thành kỳ vĩ và đặc sắc. Trên lưng rồng là tượng Bồ Tát Văn Thủ cao 5m. Phía bên trong Long Hoa Viên có tượng rồng dài 49m, rộng 1,3m, được làm bằng 12.000 vỏ chai bia với những đường cong lượn uyển chuyển. Công trình này càng làm tăng thêm vẻ tao nhã của chốn thiền môn, đồng thời tạo cảm giác gần gũi, thân thiện đối với thiên nhiên và con người. Tượng rồng xây dựng từ năm 1995 đến năm 1998, được xác lập kỷ lục Việt Nam. Đầu rồng vươn cao che cho Đức Phật Di Lặc tọa thiền trên đỉnh núi. Xung quanh là tượng Tứ Thiên Vương hộ vệ. Long Hoa Viên là nơi dừng chân của khách thập phương sau những chặng đường hành hương thấm mệt, còn là nơi để thưởng thức thú ẩm thực tao nhã của người con Phật nơi Thiên Long Quán. Phía trước sân chùa nằm chết về hướng nam là tượng Phật Quán Thế Âm được kết bằng 700.000 nụ hoa bất tử, tượng cao 18m. Đây là một công trình nghệ thuật độc đáo và sáng tạo, được khánh thành vào năm 2010 và đã được xác lập kỷ lục châu Á vào ngày 1 tháng 1 năm 2010. Kỷ lục tiếp theo tại chùa Linh Phước là pho tượng Phật Quan Âm trong điện thờ lớn nhất Việt Nam. Nơi tôn trí tượng Quan Thế Âm cao 17m được xác lập kỷ lục vào ngày 1 tháng 10 năm 2014. Điện thờ có 3 tầng, mỗi tầng đều có 108 tôn tượng Đức Quan Thế Âm giác vàng cao 3,2m, trong không gian trang nghiêm và thanh tịnh. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là đại diện cho tấm lòng từ bi của chư Phật. Ngài hiện thân khắp mọi nơi khi chúng sanh cần cầu cứu khổ, ban vui cho tất cả muôn loài. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, giọt nước cành dương xoa dịu lầm than. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, đem đến an vui rửa sạch ưu phiền. Ngài chính là mẹ hiền của tất cả muôn loài vậy.
Khổng Tước Vương là tên chữ của chim công với ý nghĩa là vua của các loài chim. Tượng cũng được làm từ gỗ sao, cao 5 mét, ngang từ 1,6 mét đến 2,5 mét, nặng 7.000 kg, là công trình nghệ thuật của 6 nghệ nhân miệt mài trong một năm. Đây là gốc của một cây sao ở rừng Đắk Lắk, trên 300 năm tuổi. Tác phẩm được xác lập kỷ lục vào ngày 31 tháng 12 năm 2011. Tác phẩm Sông Tùng Bắc Hạc lớn nhất Việt Nam. Có thể nói đây là một tác phẩm nghệ thuật có 102 được làm vào năm 2010. Một công trình nghệ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và tâm huyết của rất nhiều nghệ nhân. Sông Tùng Bắc Hạc được làm bằng gỗ sao cao 4,5 mét, rộng 7,5 mét, nặng gần 10 tấn. Hạc được coi là linh vũ bất tử của tất cả loài chim. Hạc đứng đầu trong họ Long Vũ được tôn là nhất phẩm điểu, tượng trưng cho tính cách của người quân tử, thanh cao, nho nhã. Hạc còn biểu hiện cho sự thịnh vượng, trường thọ. Tác phẩm được xác lập kỷ lục vào ngày 28 tháng 11 năm 2013. Tấm phản lớn và dài nhất Việt Nam. Ngày 28 tháng 12 năm 2013, chùa Linh Phước được xác lập thêm kỷ lục mới, đó là bộ phản gỗ gồm 2 tấm, dài 15 mét, rộng 2,5 mét, dày 0,3 mét. Đây là bộ phản gỗ vô giá, không dễ gì kiếm được bộ thứ hai tại Việt Nam với độ dài, rộng và dày của nó. Gốc cây khắc kinh pháp cú. Đây là một tác phẩm còn độc đáo hơn bộ phản gỗ, là gốc cây trăm vàng lớn nhất Việt Nam, nặng gần 30 tấn, ước lượng gần 30 mét khối gỗ, còn nguyên hình trạng với chiều cao 3,6 mét, dài hơn 7 mét, ngang 3,5 mét. Đây là cổ trăm đại thụ, ước tính trên 1.000 năm tuổi, được đưa về từ rừng Lâm Đồng vào năm 2001. Chùa đã tổ chức khắc bộ kinh pháp cú trên khối gỗ với 432 bài kinh được viết theo lối thư pháp. Gốc cây khắc kinh pháp cú này đã được xác lập kỷ lục Việt Nam vào ngày 29 tháng 5 năm 2014. Bộ bàn ghế bằng gỗ sao chạm 12 con giáp, nguồn gốc gỗ từ rừng Gia Lai, bàn dài 5,5 mét, cao 1,2 mét, rộng 3,5 mét và các ghế ngồi bằng gốc cây nguyên khối được chạm trổ rất công phu và mỹ thuật. Bộ bàn này đã được xác lập kỷ lục vào ngày 29 tháng 5 năm 2014. Hoàng hôn xa thẳm mù khơi, rừng thiền cô tịch vang lời pháp âm. Một không gian trầm mặc, tịch mịch, hòa cùng tiếng pháp âm vi diệu, như Tổ Đức đã thiền tọa nơi chốn rừng sâu, suy ngẫm về giáo lý Phật Đà, nhằm thể hiện giáo hóa cho chúng sanh nơi chốn Ta Bà U Trược. Khách hành hương tham quan nơi đây không khỏi dâng lên niềm tín ngưỡng vô biên và lòng trần, từ đó cũng lắng động theo cung bậc hòa tấu từ những âm thanh vi dị của chốn rừng thiên. Sự tham sân si đã không còn, lòng vọng tưởng cũng tiêu vong, chợt thấy mình như vô ngã và bờ giác đã hiện diện ngay trước mặt. Ôi linh thiêng thay, nhiệm màu và kỳ diệu thay, khu rừng thiền này và điện Quan Âm là nơi tôn thờ tượng các thiền sư bản sắc nhiều nhất đã đạt kỷ lục Việt Nam. Thập điện Diêm Vương, một công trình khác cũng vừa được xác lập kỷ lục vào tháng 10 năm 2014, đó là thập điện Diêm Vương với chiều dài đường hầm địa ngục khoảng 130 mét. Công trình kiến trúc này được khởi công xây dựng vào năm 2011 và hoàn thành vào năm 2014, tái hiện cảnh Ngài Mục Kiền Liên tìm mẹ qua 18 tầng địa ngục. Công trình như một bài học lớn, hướng con người tịnh hóa nhân tâm, hành 10 nghiệp lành, dứt tuyệt 10 nghiệp ác, tin sâu vào nhân quả tội phước, làm điều thiện để đời sống được thanh thản, bình an. Tôn tượng Tổ Đạt Ma được tạc bằng gỗ, tôn tượng cao 7,5 mét, chiều ngang từ 1,6 đến 2,5 mét,
nặng trên 10 tấn. Tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng này được đặt trong khuôn viên nhà trưng bày cổ vật, gỗ và đá quý của chùa, đồng thời cũng đã được xác lập kỷ lục Việt Nam vào ngày 3 tháng 12 năm 2011. Bồ Đề Đạt Ma là đệ tử của tổ thứ 27 Bát Nhã Đa La nhà Phật. Với trí thông minh và ngộ tính tuyệt vời, sau nhiều năm tu hành, Ngài được chọn là người kế thừa, trở thành vị tổ thứ 28 của Phật giáo Ấn Độ và tổ thứ nhất của Trung Hoa. Bên cạnh tượng tổ Bồ Đề Đạt Ma là tháp mộ Hòa Thượng Huynh Đệ của Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Đức. Tháp được làm bằng gỗ, lắp dựng từ năm 1990. Nhà trưng bày cổ vật là một khoảng không gian rộng lớn, thoáng đãng và đẹp đẽ, nơi quy tụ rất nhiều bảo vật được khai thác từ thiên nhiên với hàng ngàn năm tuổi như gỗ hóa thạch, những bức tượng bằng đồng cổ cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật điêu khắc từ ngọc và gỗ quý trong và ngoài nước được chùa sưu tầm hơn 30 năm qua. Phía bên phải tượng Đạt Ma Sư Tổ bằng gỗ sao nổi bật lên là hai khối đá hồng ngọc, mỗi khối nặng trên 13 tấn, cao 4 mét, rộng 1,8 mét, dày 0,8 mét. Hai khối hồng ngọc này đã được nhà chùa sưu tầm với một nhân duyên quý hiếm, giá trị. Chùa đang lên kế hoạch tìm nghệ nhân xuất sắc để tạc nên những pho tượng Phật và tôn trí nơi trang trọng nhất của bổn tự. Kế tiếp là phòng trưng bày cổ vật, bàn ghế xưa và đá quý, tranh tượng. Bên trái lối đi vào phòng trưng bày là bốn trụ đá gỗ hóa thạch có niên đại hàng triệu năm, có tên là Tứ Trụ Khai Nguyên, được sưu tầm từ đất nước Champa, Lào. Trong không gian lung linh huyền ảo, vô số kỷ vật, đá quý nằm trong tầm mắt người thưởng ngoạn. Tất cả đều do công sức của thầy trụ trì cùng chư tăng bổn tự dày công sưu tầm trên 30 năm qua. Phía trước sân chùa Linh Phước là Quan Âm Cát, nơi đây thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngài có tấm lòng từ bi vô lượng đối với tất cả chúng sinh. Bên trái Quan Âm Cát là ngôi nhà cột gỗ lớn nhất Việt Nam, nơi đây chứa những khối gỗ lớn nặng hàng trăm tấn. Cạnh ngôi nhà gỗ là nơi trưng bày tượng tổ Bồ Đề Đạt Ma bằng gỗ dâu và hai pho tượng Phật Di Lặc bằng gỗ sao nguyên khối lớn nhất Việt Nam. Bảo tàng Linh Phước với sự dày công sưu tầm lưu giữ các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, đa dạng và quý hiếm. Vào cuối năm 2016, chùa Linh Phước đã được chính quyền tỉnh Lâm Đồng cấp giấy phép thành lập Bảo tàng Linh Phước nhằm giúp cho những nhà nghiên cứu, du khách tham quan hiểu biết, nhìn thấy thêm về tài nguyên phong phú của đất nước Việt Nam mến yêu và xinh đẹp. Giữa cuộc đời ô trược đầy bụi bặm trầm hương, giữa cuộc sống phồn hoa đô hội náo nhiệt này, Linh Phước tự như một viên ngọc quý sáng lung linh, không vướng bụi trần, truyền đăng đạo pháp. Từng thời khắc trôi qua, lời kinh câu kệ hòa trong tiếng chuông ngân lan tỏa khắp không gian bao la, làm thức tỉnh những cuộc đời đang còn chìm sâu trong mê mờ u tối. Trong ánh sáng đạo vàng, nề nếp tu học, nếp sống lục hòa, sự oai nghi trong dáng đi lời nói của chư tăng Linh Phước tự luôn là tấm gương sáng ngời cho Phật tử khắp vùng noi theo. Quý thầy mãi luôn là chỗ dựa tinh thần, hướng đạo để Phật tử tinh tấn trên con đường tiến tu giải thoát, xứng đáng là sứ giả của Như Lai. Rời ngôi chùa được khảm chạm bằng gốm sứ Linh Phước tự, điểm dừng chân tiếp theo của khách hành hương là chùa Linh Ẩn, cũng là ngôi chùa do chính trụ trì Thích Tân Vị khai sáng và trụ trì. Như một sự hội tụ của vầng thái dương rực sáng với linh khí thiên nhiên của non nước núi rừng, Linh Ẩn tự sừng sững uy nghi vươn lên giữa đất trời như một tòa sen ngọc. Với vị trí địa lý có thể nói là sơn thủy hữu tình, sau lưng chùa là núi cao rừng xanh, trước mặt là suối treo thác đổ, bụi nước tung lên tạo thành mây ngũ sắc. Cảnh trí nơi đây như ẩn như hiện, có rừng lam khi chiều xuống, có mây trắng bồng bềnh trôi, cũng có khi xà xuống sát chân đồi, mây cuốn lấy người. Thiên nhiên và con người như hòa quyện với nhau,
trong cõi trần gian mà ngỡ chốn bồng lai tiên cảnh. Về với linh ẩn tự là về với chư Phật, về với chánh đạo, về với quý thầy. Bằng cách riêng của mình, quý thầy đã đưa giáo pháp của Đức Thế Tôn đến với quần sanh. Lắng nghe kinh Phật dạy, pháp Phật ban, hướng lên Tam Bảo, nhất tâm niệm Phật sẽ thấy lòng thanh thản hơn, hồn hòa quyện với thiên nhiên, ta như thoát khỏi bể trầm luân để đến với miền bồng lai của chư Phật. Thể nói linh phức tự và linh ẩn tự được như ngày hôm nay chính là nhờ hồng ân chư Phật và công đức lớn lao của trụ trì Thích Tâm Vị, một nhà sư trí tuệ uyên bác, có tấm lòng từ bi hỷ xả, là tâm điểm hội tụ của quần sanh. Đồng thời cũng phải nói tới các đệ tử của thầy, tới công sức và tiền của hàng ngàn hàng vạn Phật tử gần xa. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Đà Lạt, thành phố thơ mộng với cảnh quan thiên nhiên hữu tình, khí hậu quanh năm mát mẻ với nhiều thắng cảnh đẹp nổi tiếng làm say đắm lòng người, đã được in dấu trong rất nhiều lĩnh vực âm nhạc và thi ca. Song song với đó là những công trình kiến trúc chùa chiền cũng đã góp phần không nhỏ vào cảnh sắc thiên nhiên của Đà Lạt. Độc đáo và đặc sắc hơn hết phải kể đến chùa Linh Phước, tọa lạc tại phường 11, thành phố Đà Lạt. Du khách trong và ngoài nước đến tham quan thành phố ngàn hoa không thể không dừng chân ghé lại lễ bái và thăm viếng chùa Linh Phước. Chùa Linh Phước còn có tên gọi thân thuộc là chùa Sành, vì toàn thể công trình kiến trúc nơi đây đều được khảm bằng mảnh sành sắc công phu và nghệ thuật. Chùa đã được kỷ lục Việt Nam xác lập là ngôi chùa khảm sành nhiều nhất Việt Nam. Những công trình nghệ thuật trong khuôn viên chùa cũng đều được kỷ lục châu Á và Việt Nam xác lập, như tháp chuông cao nhất Việt Nam, tượng Phật Quan Thế Âm bằng hoa bất tử lớn nhất châu Á. Điện thờ Quan Âm tôn trí tượng Phật Quan Âm nhiều nhất. Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát thờ trong điện cao nhất. Công trình kiến trúc tái hiện cảnh Mục Liên tìm mẹ qua 18 tầng địa ngục lớn nhất. Ngôi chùa tôn trí tượng sát các vị thiền sư có số lượng nhiều nhất Việt Nam. Khổng Tức Vương bằng gỗ sao lớn nhất. Tượng Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma bằng gỗ lớn nhất. Bộ phản bằng gỗ sao dài nhất Việt Nam. Sông Tùng Bách Hạc,
tác phẩm điêu khắc gỗ thể hiện hàng trăm chim hạc và cây tùng bằng gỗ sao lớn nhất. Gốc cây bằng gỗ trăm vàng chạm 423 bài kinh pháp cú lớn nhất Việt Nam. Bộ bàn ghế bằng gốc cây nguyên khối chạm 12 con giáp lớn nhất. Với một kỷ lục châu Á và 12 kỷ lục Việt Nam, chùa Linh Phước nổi tiếng là ngôi chùa